Xin chào cả nhà nha, trưa rồi nha cả nhà. Đây sáng giờ được một em đồng pha nha cả nhà. Trời, chim nói chung là ok, ngoại hình đẹp. Có đây chứ. Ừ, đây này. Có đây này. Núi rừng mà gặp ngay. Đây. Nhiều cách ăn. Dạ dạ. Có không? Đấy. Nhiều cách nè. Dạ. Sao dính rồi. Sao dính? Bắt lâu. Bắt hồi sáng mà. Thanh à. Bây giờ di chuyển chỗ khác nha cả nhà. Đang kiếm kèo nữa nha. Nhảy ghê quá. Bây giờ mình di chuyển chỗ khác đã. Ở đây ở giữa rừng núi cả nhà này. Gặp ngay một bà cụ chân bò. Đây đâu mắt còn ra ngoài kia rồi kìa nè. Thôi bây giờ mình đi nha, đi chỗ khác. Chú nhỉ.